Lớp tập huấn được nghe hướng dẫn việc áp dụng công nghệ để chuyển đổi băng video, file ghi âm thành văn bản lưu trên máy tính hay điện thoại, áp dụng công nghệ nhân tạo trong tác nghiệp của phóng viên, biên tập, trong khai thác thông tin và biên tập bài viết, ứng dụng công nghệ để chuyển đổi các nội dung cuộc họp online thành văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin khi đang tác nghiệp nhanh tại hiện trường mà không cần gõ trên máy tính, không cần gửi mail nhưng tòa soạn vẫn có thể lấy nội dung bài viết bằng văn bản, ứng dụng bóc tách giọng nói từ video chuyển thành phụ đề tiếng Việt hoặc tạo giọng nói đọc lời bình đa ngôn ngữ kết hợp. Đây là những nội dung cơ bản cho phép các phóng viên, kỹ thuật viên, biên tập viên sử dụng các ứng dụng công nghệ nhân tạo trong quá trình tác nghiệp để có những sản phẩm báo chí chất lượng, chính xác và kịp thời.